Tối ngày 11 tháng 11, xảy ra cháy lớn tại một nhà xưởng trong hẻm phường Tân Kiển, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ một kho chứa vật liệu trong nhà xưởng. Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, kèm theo nhiều tiếng nổ. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các đơn vị của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy và máy bơm đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản cũng như thương vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.